Vậy đổi hai vị hả? Hiểu không, hiểu không? Rồi ra đồng ăn đó hả? Đó đó cà nhung nhít hả? Đừng là cà phê đó hả chung? Đi có đem theo một món đặc biệt cho mọi chú. Cà phê cà phê thơm ngon mày bạn ăn nha. Thấy ghê nhờ. Ngày hôm nay con Vinh đi theo nữa nghe cô chú. Bởi vì Vinh đi theo, bởi vì ngồi xuồng nấu bơi đâu có đi hẳn tới được mọi chú. Có dính hiểm nặng thêm. Nó ngon. Mến. Ở sao không biết uống nữa hả? Đừng uống. Nè sao bay ngược bà Tám? Mạng đẻ cụ cái linh hồn. Ủa cái linh hồn không mà. Nó có lên này chút chút không mà trời cái bài cá này sao nó xíu đi vậy. Ê cái sạc nè. Vũ lại Vinh, Vũ lại Vinh. Ở lên kia đi lại Vinh, lên kia. Ở kia. Tung nắng đi lại. Đúng rồi, đúng rồi. Ở kia đi lại lần nữa. Nó nhiều. Ê cũng có cá rừng đấy kìa. Có cái gì vậy xe. Ủa không, có cá hành. Vinh đi kia không? Vinh đi kia không? Mẹ ơi dở cái mí đấy gà cái nhung nhỏ, dở cái mí đây nhung nhỏ. Ôi ôi quá trời. Ôi đổ cái bà Tám ơi, đổ lắm thôi. Cái này chút nữa gì chứ bột ăn đi ơi. Đổ mới chứ bột ăn. Thôi từ từ. Thôi bây giờ lặt lại luôn gì đi. Nè. Ủa trời ơi. Ôi ôi lè chè con này đâu. Ở đây nè. Thôi kéo lại vô kia. Thằng đá con đẩy cái thau luôn rồi. Con này cô chú ơi, rồi vô mánh rồi, bữa nay thôi thôi. Cái này mà Tám mà Tám. Ủa con này cô chú đeo khoan khoát dòm lại cho cô chú xem nè. Vớt lên Tám ơi. Ở có một cá cha nè. Cá cha ở gì? Cá. Ủa quá đã luôn rồi. Hư. Con cá chép. Cá cha này ăn cá thường. Cá chép rồi ta. Cá thường. Ấy. Gọi. Trời ơi quá nhiều cô chú anh chị ơi. Cái chốt mà. Đưa Vinh được mới cho đang ăn Vinh kia. Ủa lấy cái Vinh rồi để lại cái kéo kia lên cho nhô. Cái chốt mà. Từ lấy cái tài giấy là thử gì nữa. Ê bà Tám mà để cho nó chảy nước rồi bà Tám. Nè. Ủa mình lửa cái bự hay sao? Cái này ăn chiên bột hay sao? Cái đó chiên bột luôn chứ không có đường nào mà lựa được. Đổ vô trong cái bọng kìa, đổ vô trong cái bọng xuồng kìa. Quá nhiều rồi. Ơ bắt cá. Đổ vô đây nha. Đổ vô đây nè. Đổ vô bọng này nè. Cái sạc nè. Cái sạc bự kìa. Ủa cái mỡ lửa. Cái sạc bự kìa. Cái mỡ dài lửa. Trời cái sạc. Cái đâu ra hả? Ê hỏi ở đâu ra hả? Ê cái này có cái chốt của. Cái này cá cha. Cái chốt hả? Rồi. Cái cha bỏ rồi. Bây giờ đi mình lại cái kia nghe của chú anh chị. Cái cha với cha dính để đổ để chạy không lên chứ. 1, 2, 3 Vinh, ẩm bỏ thấy lên đi Vinh. Ẩm bỏ vô Vinh. Ừ, bỏ cái cây xuống đi.
trừ là cái xuồng nha. Thôi để cho chị nó bỏ cái đánh bì ra không nhau. Thôi dính đứng đây nè. Thôi để cho nó bỏ lên đi. Nè. Đúng đi. Đưa cái ca đây cho tao. Rồi dính bỏ bỏ ra ẩm nó thấy lên dính, ẩm nó thấy lên dính. Ừ. Ủa vậy? Làm chà. Ở đâu gọi kêu dính nó ẩy bên đây đi. Chuyện xuồng nó chạy. Trời ơi. Bỏ nó nha. Rồi dính nha nhau nhỏ. Chị chạy ra xa. Chị chạy xuống nha. Chạy xuống xuống. Nước té nước té nước. Lẹ lẹ ra từ. Chạy đi đắng đi vô chạy đắng đi. Không có gấp từ dính nó dính rồi. Bà tám tác nhẹ nhẹ ra thôi. Được có bà tám tác ra đi nhưng mà để trong cái gỗ. Đâu ra được đâu. Ừ. Người cá nhiều lắm cô chú ơi. Đổ cá lại vô, đổ cá lại vô. Có bà tám đấy, bình thường đi, nước bình thường đi. Vừa đi vừa tát đi Vinh ơi, để nhẹ nhẹ cho bà tám đi đi Vinh ơi. Thì vừa thôi từ từ thôi, từ từ. Cắm đầu bây giờ. Từ từ, giữ như ngoài nè. Đâu phải xì bo đâu mà chạy dữ vậy. Nhìn qua đây em nhỏ. Để coi con này của chú ơi. Thằng ơi chiều cái này nó trời cái này nó hơi tối cô chú ơi. Cái này cũng khoảng 5 giờ mấy rồi. Cái này 5 mấy rồi bà Tám. Ai nhìn nhất hả? Đi đâu rồi? Mai đâu hả? Giờ đi đâu bà Tám? Vinh Nhung ngồi nhỏ ngồi trên xuồng đi Nhung nhỏ ơi. Cho Vinh bờ đi. Giống mấy bà dì chuyện của bến kia. Nghe bà Tám. Lên trên nè, lên trên nè các em. Mày ngồi cho qua cái coi Vinh. Để xuống. Vinh nghe Vinh chân cái đầu nó lại. Bước nghe thôi, bước nghe thôi. Vinh đi Vinh, Vinh đi Vinh. Có không Vinh? Mày không có người ta đổ rồi đó. Giới này chắc ai đổ rồi. Ôi ôi, cũng ngon lên lạnh lắm rồi Tám. Ủa cái chích vàng. Đâu? Tới. Chị ơi. Tới cái chích vàng. Từ nắm đây đi, nắm đây. Khoan lấy cái.
đổ cá kép quá rồng, vàng quá rồng. Dạ, đứng lên nhìn cái xuồng này vô không nó gỡ cái rải đầu. Chính cái dép vàng là giàu đó bà Tám ơi. Tìm gì nuôi? Dạ, cái đụng môi với cá nè. Thiệt tình buồn ghê luôn á. Cá kiến nè. Ai đem gì nuôi được á? Hai con kiến nhỏ mình thả nha. Mình mua thức ăn cho cá. Thức ăn. Ừ. Thôi giờ đi lấy hái mới đi điển gì vậy? Dạ. Tiếp đây. Chơi trái quả chạy không điển luôn. Từ từ đi. Hái lại tới luôn. Để tới dân, để tới đây. Sao cái xuồng này bữa nay nó lắc dữ ta. Để đây dùm rồi hái đi biển này dùm. Thế nào tao cũng cấm đầu chứ không nữa. Lắc lừa như nè. Cái xuồng này lắc quá, lắc như cái gì vậy. Xuồng này lắc dưới. Hồi bữa xem hôm nay nó lắc dưới. Nhỏ á. Đi đâu rồi? Nó đẩy quá, lắc hoài xuồng á. Lắc. Này, tuyên điểm nó nhóc thì vậy. Trong kìa. Trong nè, cái lưng kìa. Té rồi, té. Bố vô trên đẩy cái chỗ này. Kìa, đầu rồi kìa. Đẩy nữa. Trên đầu nè. Trên đầu cũng hái. Cái này đứng không được luôn á, sao bữa đứng im lắm. Trên đầu còn hái. Kéo cây xuống. Này Vinh ơi, hái Vinh. Cái gì vậy trời, hái lá ơi, cây gì vậy? Hái lá. Cái Vinh mới muốn ăn. Ủa hái trời ơi. Hai bọc không có nữa, hai lá. Trời ơi, trời ơi, hái bên đây không trời. Cho khỏi rồi. Để gì cái hộp có nhiêu nhỉ? Mẹ ui, đừng để ngon cơ này. Chắc hồi xuống nước hết quá. Cá nó sống rồi. Đừng bắt con cá chép.
Để nó ăn rồi. Rồi nè, để dẫn ra. Đây. Đây, đây, đây. Thấy để có đủ ăn chưa? Lên gì? Cái sụ này nó mọc cái vỏ gì vậy đó? Mọc gì? Mọc cái đầu dinh. Không được. Đầu dinh này. Lắc dinh này, mày bê xuống đây tôi mới ấy được. Mua cái. Đi đây. Ơ ừ, cái sạc, cái sạc, cái sạc. Ủa cái heo. Ủa cái heo. Cái sạc gì mà nó đẹp dở lắm rồi nè. Quay không? Ui, chú chịu, cái sạc đẹp. Quay cái sạc không? Miếng dò. Ủa nè, cô chú ơi, đẹp. Xích ra đây. Nhúng, chụp ra đây vậy nhung. Con cá này chà. Đẹp dở vàng luôn nè. Nhung cầm cái nhung nhỉ. Con cá đâu có về gì đâu về, để tao cầm cho. Hai người cái chép đẹp. Cái chép đi đẹp dở lắm chứ. Trời ơi, cái thả con cá sạc đi nhung nhỉ. Thôi. Thôi đừng hả. Ê, thường thường tao nói cái sao mày nó đẹp à, cá này nuôi gì đẹp cái cực kỳ luôn. Tôi cái luôn này. Mỗi mắt nuôi dữ lắm mà. Dạ. Hả rồi đó. Thôi. Thả cái chép này. Hả? Bữa nay thả cái chép này xuống chị đó. Rồi. Thôi thả đi. Cái chép được gặp hai cái thả. Bỏ đá vô. Mày mày ở không? Vinh đi. Xô lấy thùng qua đây coi. Giỡn giỡn hoài. Cái thùng quỳ. Giết gì ba cái chết chân kìa. Quá nhiều rồi. Mày ơi còn đi để nhóc chơi kìa nhỏ. Tôi đi qua đây hái mớ nữa. Đây. Cái cá nè, trời ơi, con nói gì. Nè. Nhiều ghê không? Nhiều lắm, nãy mà mình còn đây nữa nè, mình chưa tát cái gì có nhiều rồi. À, bà Lâu à. Gì vậy? Nãy à. Gì? Nãy. Con sâu nè. Con sâu đi nghỉ nè, thấy ghê quá. Thôi đi dạy dạy vô nè. Coi miếng tỏi rồi đó. Nè bỏ đăng đi. Nè có nó bò nè, có nó bò nè. Thôi đi hái mớ con biển về nhưng mà tới hù. Con Vinh kìa. Nè lấy cửa vậy Vinh. Nè xịt dính rồi nè đó. Điện điển có đẹp rồi, cô chú đưa em nhỏ. Sao
được xúc này nè. Hẹn chị hỏi hỏi sao mà lắc hoài là vậy nè. Không có bữa nào có cái đồ ấy rồi. Ê, biết nè. Lấy cái thùng nhỏ vậy xúc vô ra ra lên. À, được rồi, bước xuống đi. Bữa đây cạn không Nhung? Nhung bữa đây cạn không? Để tôi tát cho để vô cho mấy lần lắc. Buông ra Vinh, buông ra đây. Đứa nào rồi sao hè, buông ra đây. Có ai đâu. Nè, để cái thùng xác ở đây nè. Cái đầu ai vậy? Từ từ lưu lại, để đây nè. Vô vô ông bà chổng rồi á, ngồi. Sơ sơ dọn dọn mấy cái là lại nhông nhỏ. Ôi ủa bên này. Cái sao nè không có cái chả. Ôi. Số con cá đó nó thế nó đi vậy. Cái gì vậy? Đẹp cái sao? Về cái này sình chá hết rồi, về còn mặn nữa em mọi chú ơi. Xin kết thúc video tại đây nha mọi chú. Nếu mọi chú thấy video hay thì nhớ đăng ký và like với chuông cái đường nhận video mới mọi chú. Giờ con 18 lên Vinh về. Bye. Vớt cá.